Hello, xin chào mọi người. Tôi là Thế Quyền Ngắp Pixel đây. Hôm nay ngày cuối tuần, tôi dành nữa tôi sẽ làm cho các bạn món gọi là vịt con sấu. Wow. Đó là có một con vịt nữa này. Rau muống, khoai vàng, và trợ lý. Quan trọng nhất vẫn là. Không thể chiều nữa các bạn nha. Là sấu. Chảo của Giang Kiên Phúc. Đéo tin. Giờ đến lượt trợ lý của tôi sẽ xử lý các cái vấn đề vớ vẩn này nha. Mình nghĩ ra là con vịt này chúng tôi xử lý từ tối hôm qua rồi. Nhưng mà vì lý do ngoài ý muốn là hôm nay mình xử lý được em nó. Xử lý trong mọi cái khăn gì này xử lý em. Đấy hả? Ờ. Không ướt cũng được, lấy cây này. Không 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 không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
One eternity later. Khoai các bạn gọt ra rồi thì bây giờ các bạn săn miếng to này nhá. Đó, như thì nãy giờ tôi ướp chắc cũng phải được 20 phút rồi. Các bạn nấu khi tôm sấu là có cái chất chua của quả sấu á, cho nên là bắt buộc các bạn phải xào cái này nó cháy cạnh và chín mềm trước nha. Xong sau đó các bạn xào, tức là đảo vịt này cho nó thấm gia vị đồ cái thứ này. Xong rồi bỏ vào đây nhá. Nếu mà các bạn mà bỏ xào cái này mà nó chưa mềm chưa chín, các bạn bỏ sấu này vô cái là nó bị cương luôn, ném đi, không ăn được. Giờ này các bạn ninh ra cho nó mềm. お前はもう死んでいる。何？Con này đánh bài là chấm dòng thôi. Mà phải nói là thật hơn các bạn ơi. Thôi thật các bạn, tôi không biết luôn rồi. Bất cứ cái món nào mà tôi đã bảo ngon rồi là không ngon. Nhưng nếu không ngon thì tôi đủ khó hết. Giời ơi, nhìn tươi chưa? Đợi nó xong con hàng này rồi cả cái miếng bụng vô. Vặn lên. Vặn là con vặn gọi là mình hết cái mỡ béo đi. Hết cả cái mỡ béo đi. Đây là chính của cái này. Đây là chắc quả sống tôi đập này ra nó cũng chưa gọi là nó ra hết cái vuông. Bây giờ tôi vớt ra đây. Kiểm tra đủ xem đúng là 14 quả chưa. Wow. Đây nha các bạn nha, sau khi mình vớt ra mình thì cầm cái này liền để cho nó. Bây giờ mình ra thì chắc là nó ra chất chua này. Để cho mình xem như thế này. À, không được. Răng môi lại lộn là cái đoạn này. Đổ đây, mà răng môi lại lộn luôn. Cái bố không bao giờ được ôm một người nhé. Bạn đổ này, đổ ra ngoài. Nếu mà lỡ có chuột tay thì nó không mẹ ra ngoài. Mình chỉ mất ăn thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Đã đến tổ của tên người. Khi đúng đài bài rồi thì đến lượt chúng ta chia bài nha các bạn. Tôi có đọc một cuốn sách thì các bạn đừng bao giờ đi ăn một mình. Tôi thì không ăn tham. Bên cạnh tôi đây là có một chú bình. Chú thích ăn món các bạn. Nên là sẽ biết mình thôi. Nếu chú một cô. Ok các bạn ơi, mời các bạn chiêm ngưỡng thành quả của tôi này. Thứ phải nói là nhìn gao luôn. Đéo tin.